Tẩu tẩu ơi, ngoài biển rộng bao la, thuyền có thể xa bờ đi ngược sông, nhưng giữa trời cao cơn gió lòng không lôi cuốn được dần tăng đi ngược hướng non đài. Đó chẳng qua là do định số an bài, hùng qua nhanh chóng, xin tẩu nương đừng mộng tưởng xa xôi. Tô Ngã Giang Châu là bạn của tôi, mà tẩu tẩu là vị hôn thê rất xứng đôi giữa lứa. Xin cầu chúc cả hai đẹp bền duyên hương lửa, tôi xin phép giả từ tiếp tục bước ngàn du. Em gái tôi từ Giang Đô mới đến, chắc có gì cơ mật và bí nguy. Anh và hiền thê ở đây chờ tôi trở lại nhé. Tô Ngã Giang Châu, Tô Ngã Giang Châu, Âu Vũ Cơ Hàng chưa lĩnh tàu không. Xin Âu Vũ Cơ Hàng đừng gọi em bằng tiếng lĩnh tàu mỉa mai chúa cha. Cuộc hôn nhân này là do phụ thân em định đoạt, chứ đâu phải là do ý của riêng em. Và em định chờ gặp anh trên bến Quỳnh Xa, để cùng ai càng tỏ cảnh tình ngang trái, rồi chúng ta sẽ sống gần nhau mãi mãi, đưa nhau đến tận chân trời góc biển xa xôi. Hơn là đôi ngả chia vui xa nhau vĩnh viễn trọn đời sầu đau. Gặp gỡ nhau đây và cản tỏ nỗi niềm tâm sự như vậy cũng đủ rồi. Nghĩa là anh bằng lòng dẫn em đi trông theo anh? Không, Giang Châu là bạn của tôi, tôi không thể cướp đoạt cô dâu cho đau lòng bằng. Vậy kẻ này xin từ ta để ra đi, về một phương trời diêu diên, chôn cuộc đời của loài chim biển, mang tâm sự thương sầu trơ trọi khoáng trời cao. Nhìn nắng chiều xôn xao và từng lớp sông búa giác vào, như tự xa nào vừa mang đến bao nhiêu nỗi bàng hoàng của một kẻ sắp dời chân. Anh muốn rời xa em và bỏ lại đây trọn vẹn nỗi ưu phiền, khi tiếng trong tầng hồn đổ dập dồn, để đôi ngã xót thương, để đôi nơi đừng hối hôn, và trọn kiếp trọn đời mình đành vĩnh viễn chia phôi. Xin lĩnh bà hãy quên đi câu chuyện, cho hạnh phúc hôn nhân được vuông tròn, cho kẻ cô đơn yên dạ chốn phương trời. Bà ơi, nếu định mệnh khắc khe tạo ra cho đời nhiều ngang trái, thì định mệnh cũng là hai tiếng nói nơi đầu môi chót lưỡi của kẻ đóng vai trò phán bội vong tình. Ôm cô đơn tôi thầm thương cho số phận riêng mình, chớ tôi nào dám trách hờn ai, bội bạc cũng không dám đùa đòi mơ ước một tình yêu. Hãy coi như mình không có nợ nần nhau, và nên đối đãi nhau như hai người xa lạ,
rồi mai đây mỗi người đi mỗi ngã, xin trả lại cho nhau những ước nguyện chưa thành. Không có gì đáng nhớ lưu giữ, làm gì cho thêm bẩn mà thôi. Chỉ có tôi, nhiều khi tôi muốn trở về trên bên Quỳnh Sang để tìm lại những gì êm đềm xưa cũ. Nhưng chợt nhớ ra nơi đó giờ đây không còn ai nữa, trở lại làm chi cho chùa xót khi tâm hồn. Không biết rồi đây trời phương ấy có xanh không, trăng phương đô có sáng soi dùng biển rồng. Hay kể từ nay đổ nát điều tàn, khi kẻ đi rồi không trở lại chốn xưa. Thủy Dương, nàng để cho tôi giữ tròn đạo nghĩa một lần này thôi, và tôi sẽ ra đi không bao giờ trở lại. Nếu anh ra đi để làm một cánh chim phiêu du giữa bên trời xa lạ, thì em còn lại đây như một pho tượng đá giữa hoàng cung trong lạnh u buồn. Tại sao trời nở bắt chia đôi ngã đôi đường? Tại sao chúng ta không còn những ngày thân ai cũ? Mình đã hẹn hò nơi bên nước Quỳnh Sang, tay nắm tay nhau nhìn trăng đêm quyền diệu, lòng ru lòng trong nhà khúc khi tình ca. Chờ nửa đêm sương bạc trắng phun trời, hai đứa dắt tay nhau trở về qua lối nhỏ. Ngày ấy giờ đây không còn nữa, nàng nhắc mà làm gì cho hận tuổi thêm thôi. Mai một đây tôi sẽ đi rồi, chúc nàng được vui dậy đêm hôn lệ. Không, nếu sự thật mình không còn với nhau, thề đừng chúc chi nhau những lời cay đắng. Hãy giữ cho nhau những gì em thấm mà tạo ra từ thuở ban đầu. Dù anh có ra đi và em sẽ ở lại phương này, em mong sao mình đối xử với nhau cho đẹp một lần cuối cùng rồi vĩnh viễn xa nhau. Nửa đêm nay trời trở gió sang xuân, sao chợt nghe tâm tư buồn trong trái. Nếu năm nay mình không còn nhau nữa, thì em có cần gì sống với một mùa xuân? Đêm đã khuya rồi, xin mời phu nhân hãy vào trong an nghỉ. Em vẫn yêu anh. Đừng, chung quanh đây có tai mắt của quan binh, xin phu nhân đừng để tôi lội đào. Nhưng em thôi, chúc phu nhân an giấc. À, không hiểu sao y ta muốn quên, nhưng mà lòng vẫn nhớ. Rừng khuya trăng soi bóng ngàn cây như chăn lối, núi treo leo muôn trùng hiểm nguy. Chân bước đi ngập ngừng dáng đôi, nhìn đường mòn quanh co khiến lòng mau lo biết đi về đâu.
sương lam lạc loài chốn sơn khê trong đêm khuya lạnh lùng quang vắng ngại ngùng trên bước đường khuya kìa, trăng đã nhô lên đầu núi. Cô nương ở đâu mà còn quanh quẩn ở đây? Dạ, vì mãi mê vô ngoạn núi rừng nên quên mất đường về xóm cũ. À, cô nương đây là... Tôi... À, hả? Tôi là một sơn nữ của nước Kim. Nước Kim? Dân. À. Con người là... À, tôi là... Là... À, mà thôi, cô nương cứ gọi tôi là một người thợ săn cho nó tiện. Dạ, nếu không có điều gì trở ngại phiền người hãy đưa giùm tôi ra khỏi chốn rừng sâu về bóng tôi của đêm thâu đã phủ dân núi đồi dân tôi sẽ đưa cô nương ra quan lộ để trở về nơi gia nội mời người qua bước theo tôi kẻo sương khuya lạnh lùng dưới ánh trăng mờ soi chung đôi bóng tôi thấy lòng mình bâng khuâng niềm lưu luyến có lẽ cô nương là người hay đa cảm cho nên mới lạc bước đường kia dưới dần trăng đẹp như mơ. Thôi, tôi đã đưa cô ra khỏi rừng già, giờ đây xin giả biệt. Ê khoan, cô nương định nói gì? Tôi muốn nói sao phút giây gặp gỡ không lẽ chia tay mà không hứa hẹn một lời gì? Tôi chỉ là một áng mây bay trôi mãi mãi chân trời không định hướng. Nhưng qua một lần gặp gỡ với ít nhiều lưu luyến, tôi tin rằng áng mây kia cũng có khi dừng lại cuối chân trời, cũng như kẻ phiêu lưu cũng có khi cần đến yên vui tìm an ủi cho mong đời thêm tươi thắm. Nhưng hứa hẹn gì đây trong khi đời tôi không phải là con bướm bay tìm hương trên những cánh hoa tình. Những buổi chiều quang chỉ tâm sự một với mình, rồi những đêm sương chợt thấy hồn cô độc chuyện đời mình chẳng biết có cùng ai. Ôi buồn làm sao khi cạn chén men cay, lòng ưu tư thường nhớ vạn phương trời, để tim sầu nức nở chơi vơi theo gót gió câu trên dẫm đường lữ thứ. Tôi muốn được biết danh tánh của người xa lạ để khắc ghi vào lòng đêm sơ ngộ giữa rừng khuya. Có những cuộc gặp gỡ không chờ không đợi, lại luyến lưu nhau như ngàn thuở ân tình. Nhưng thôi, hãy để cho tôi nối bước đăng trình, đừng hỏi tên nhau trên sầu vào kỷ niệm, cùng đừng hẹn hò lần tái ngộ mai sau. Đời giang hồ phiêu bạc lao đao
không dám xây nhiều mộng thâm, sợ rồi đây dưới đèn khuya một bóng, tựa bên rèm mong ngóng dặm trời xa. Dặm trời xa sẽ có người sơ nữ mang nỗi buồn trong tâm sự cô đơn. Thôi, tôi xin giả biệt. Khoan, thôi rồi. Màn sương trắng đã che khuất bóng mờ con cũng mà mang theo một người trong gió lạnh rừng khuya, bỏ lại nơi này một dương nở sầu thương. Trong phút chốc đã buồn duyên kiếp, ai có biết chăng ta là một cô gái cành vàng lá ngọc, đang ngự trị trên ngai vàng là nữ chúa tể kim bang. Nhưng ta tin rằng dù bèo nước đôi phang, cũng có thuở chung dòng bến đổ. Biết đâu đây chẳng nghĩ là duyên là nợ, để trăm năm ràng buộc mối ân tình. Có việc gì hãy trọng mà tiếng trống dồn dập trước giọng lâu. Tàu nữ dương, toán quân tuần tiểu ngoại thành vừa bắt được một cái gian tế rơi xuống hầm sâu. Sao tướng quân không giết đi mà phải báo động? Tàu, vì tên gian tế này chẳng phải là một kẻ tầm thường. Đây, xin dân nữ dương lưỡi đoạn đao mà tôi vừa lấy được trong mình quán. Hoàng tử Cát Đằng Phương. Hoàng tử Cát Đằng Phương, một danh tướng của quân Mông Cổ. Xin nữ dương quyết định ngay số phận của hắn, để còn lo bảo vệ hoàng thành. Hãy truyền lệnh miêu đầu gã trước cửa thành, rồi thỉnh hoàng thúc nhập triều nghị sự. Tâu dân khoan. Phụ thân. Kính chào hoàng thúc. Chào nữ dương. Chào Lữ Phụ Sơn tướng quân. Ta đến đây để xin ngưng việc hành quyết Cát Đằng Phương, vì ta thấy sau lưng gã còn có một đạo binh ý hùng của quân Mông đang ý trực chờ nơi biên giới. Nếu hay tin gã bị hại nghi rồi, chắc cả hãng xu quân chiếm thành đoạt ai. Thưa cha, vậy bây giờ ta hãy mau lo vạn công để giữ thành giữ nước. Phải chăng hoàng thúc ngại rằng quân của ta có lòng chiến thắng? Chúng mưu toan thôn tính nước ta, thì giết gã đi là việc nên làm. Theo ý ta thì chẳng nên dối vàng, giết gã là điều bất lợi cho ta. Hãy giữ hắn làm con tin, buộc càng hắn phải điều đình và rút quân về Kim Quốc mới được an. Ý của hoàng thúc rất hay. Lữ tướng quân, hãy đem các tàu phương giam vào ngục thất. Xin tuân lệnh. Ta vừa nghĩ ra một kế để lui giặc mà không hao tốn một tên quân. Thưa hoàng thúc, đó là... Đó là kế mỹ nhân mà con gái ta là Mộng Hà sẽ lĩnh phần trọng trách. Trời, thưa cha. Mộng Hà, con hãy nghĩ gian sang là trọng. Chút nữa đây, cha sẽ cho con biết từng chi tiết về diệu kế sắp thi hành. Cha tin rằng với khối óc thông minh thì với một tướng tài ba, con sẽ biến thành ra một kẻ suy tình. Dạ thưa cha, hãy cho phép con suy nghĩ. Không, con phải nghĩ đến dạng sàng, không được chần chờ trước diệu kế của cha. Hãy nghĩ đến muôn dân đang chịu cảnh điều linh. Con xin dâng lời phó thác của phụ thân. Được lắm, công lao của con rồi sẽ được đáp đền. Việc đã xong rồi, mời nữ dương hồi cung. Mộng Hà, mọi người đã về hết, sao em còn đứng lặng nơi đây? Lữ Phụng Sơn đã hết cả rồi. Mộng Hà, em nói gì lạ vậy? Cha em bảo em phải dùng nhan sắc để chinh phục viên tương tài ba Mông Cổ, dũng kê mỹ nhân để đánh đuổi lũ xâm lăng. Trời, như thế có nghĩa là em sẽ hiến trọn đời mình cho giặc để thi hành theo diệu kế của cha em. Dạ, cũng có nghĩa là rồi đấy em sẽ chết mất tình thương.
xin anh đừng phiền dẫn em không giữ tròn lời nguyện ước. Không, không thể được. Anh không thể để mất em. Anh không thể cam tâm làm tên chiến bại. Anh phải giết hắn. Giết hắn để rồi anh phải mang tội tử hình. Thì hận dung quốc ngàn đời vẫn không bôi xóa được. Mong hạ ơi, dù hận dung quốc tan thương đời đời kiếp kiếp, thà anh chết dưới tay đào phổ thổ chứ không thể nhìn người yêu phải đắm lệ ly sâu. Sống mà chi khi bên ngân gian đã lỡ nhịp cầu. Trời ơi, nơi chiến địa ta xem thường cơm dao, mà giữa tình trường đành tham bài chua cay. Ôi mẹ mai thay cho một viên dũng tướng, tầng giàu sanh ra tử mà không bảo vệ được tình yêu, đành phải mang nỗi hận lòng với niềm đau dạng cô. Trăng tắt liếm giữa màu đen u tối, lệ lòng rơi theo khóe mắt tuôn tràn. Khóc duyên nở lỡ làng câu vĩnh biệt, gió loãng cuồng buốt lạnh cả tâm can. Mong hà ơi, tha rằng vĩnh biệt nhau trên đường về cõi chết, cho ai nỡ chịu sinh ly, để đành phải khóc hận mãi muôn đời. Tiên thủy chung chưa thốt như trọn lời, hoa xuân chưa kết thành hương nhị, đã phai tàn vì lửa loạn binh đau. Mộng hà ơi, nếu mất em anh sẽ không còn nguồn sống, tâm tình này lạc lòng cô đơn. Không, anh không thể lặng yên nhìn thuyền yêu ngược dòng bên đổ, để riêng mình đứng thở ngồi than. Mộng Hà, vì quốc thể, anh quyết tu lên nhiếp chánh đại thần, xin hủy bỏ kế mỹ nhân. Bằng chẳng được, anh sẽ ra đi, xem như cuộc đời đã chết. Anh đi. Không thể được, Lữ Phụng Sơn. Mộng Hà, em đau khổ lắm phải không? Kìa, tâu nữ dương. Em hãy đứng lên, bây giờ không phải là lúc giữ lễ nghi dương giả, mà ta nên đối xử với nhau bằng tình cảm chị em. Chị ơi, em đang khổ tâm và chua xót lắm. Chị đã nghe thấy tất cả rồi. Chị đã nghe thấy tất cả rồi. Xin cha tha tội cho chàng, vì chàng quá yêu em. Không, em đừng lo ngại gì cả. Dù chúng ta không cùng chung cha mẹ, nhưng huyết thống vẫn một dòng. Lữ Phụng Sơn rất trung thành, em yêu gã đâu phải là phạm tội. Chị sẽ giúp em tác thành hôn lễ. Chị tác thành hôn lễ cho em, nhưng chàng đang tuyệt vọng, toan phá hỏng kế mỹ nhân. Chị biết, có thể vì quá ghen hờn tuyệt vọng, Lữ Phụng Sơn sẽ bỏ ra đi. Ta thiệt mất một viên tướng tài đang cần cho Kim Quốc. Vậy thì rồi đây chị sẽ thay thế cho em giả danh quận chúa, dùng nhan sắc thuyền quyên cam dỗ, đưa gã si tình vào cạm bẫy yêu đương nào ai hay biết đâu. Chỉ thương em mà quên cả thanh danh, e sau này gặp khó khăn. Sau khi hoàng tử Mông Cổ bằng lòng ưng thuận, viết thơ về cho Kha Hãn lui quân. Thế là xong câu chuyện tâm tình, đâu có gì mà em phải lo. Nếu cha em biết rõ việc này thì càng khổ nhiều cho thân em. Em yên tâm,
Hoàng Thúc không biết đâu mà em sợ. Khi hắn viết thư xong, chị sẽ cho hắn một ly độc dược, là câu chuyện được chôn giấu nghìn đời trong lòng đất. Em hiểu chưa?